Thank you so much. Well, we don't need to hear anything more. I think this was good. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi nghĩ rằng là chúng ta chẳng cần nghe thêm vì cả tất cả mọi thứ đã quá đủ rồi, quá tốt rồi. Let's do what she does and then I don't. Hãy cứ làm những cái gì mà cái chị vừa rồi chị có thể. Thế là thôi, thế là xong rồi, không cần I have always said. Tôi luôn luôn nói rằng Vietnamese are very inventable people. Người Việt Nam phải nói là một, những người rất là sáng tạo. When there is no way, they will make a way. Khi không có con đường nào thì người Việt Nam vẫn cứ mở ra đường được. Amen. Look in the traffic. Các bạn cứ nhìn đi lại ngoài đường xá để xem. Yeah. Today I never seen it. They were driving on the side roads today. Ngày hôm nay tôi thấy người ta còn lái xe cả ở trên hành lang, ở trên lan can nữa. I have never seen that in my life before. Cả đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái cảnh thế bây giờ. Oh, people are walking with motorbikes or driving. Chỗ người ta đi như vậy mà xe máy cứ đi lên đầm hầm vậy. Sao? I love Vietnamese people. Vâng, tôi rất là yêu quý người Việt Nam. Vâng. You just find a way. Các bạn luôn luôn tìm ra con đường. You just make a way. Đúng không? Không tìm ra được thì mở ra con đường. That's what I like with you so much. Đó là điều tôi rất là quý ở các bạn. It's an honor to be with you today. Thực sự tôi cũng cảm thấy rất là vinh hạnh được cùng các bạn ngày hôm nay. I will not speak very long because you have heard so many good things already. Tôi cũng sẽ không nói dài đâu, tại vì các bạn đã được nghe rất là nhiều điều thú vị rồi. But one of the greatest things in our lives. Nhưng mà có một điều rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Is to dare to confess Jesus where I live and work. Đó là chúng ta phải dám công bố, dám tuyên xưng Chúa Giêsu tại nơi chúng ta sống và nơi chúng ta làm việc. And it's not easy all the time. Và thực ra thì làm điều đó không phải lúc nào cũng dễ. Say, oh, just to stand up and sing a song or something. Đôi khi chẳng lẽ chỉ cứ đứng lên và hát bài hát à? No, I don't do that. Không, tôi không làm điều đó. They think I'm stupid if I sing. Người ta nghĩ rằng tôi sẽ thật là người ngu ngốc khi mà tôi hát như vậy. But to say to believe in Jesus is wonderful. Nhưng tất nhiên tin Chúa Giêsu là điều tuyệt vời. But if I can take Jesus to my working place. Nhưng nếu tôi có thể đưa Chúa Giêsu đến nơi làm việc của tôi. To my businesses. Đến công việc kinh doanh của tôi. That is not easy all the time. Thì thực sự là làm công việc đó không phải lúc nào cũng dễ. For some people it is. Đối với một số người có thể nó dễ. But some of us are shy. Nhưng mà đối với một số người trong chúng ta hơi nhút nhát. And is we are not good preachers. Và chúng ta là những người giảng đạo tốt. We are not vocabulary people. Chúng ta có thể không phải là người hoạt ngôn. But I can guarantee you. Nhưng tôi có thể đảm bảo các bạn. Your life speaks louder than your mouth. Là cuộc sống các bạn nó nói to hơn là cái miệng của các bạn. Amen. Amen. If you build a confidence. Cho nên nếu như bạn có một cái sự sắc quyết. If you're honest, you're kind. Nếu như bạn thành thật, trung thực, nếu bạn tử tế. You're gonna win the people around you. Thì chắc chắn là bạn sẽ chinh phục được những người xung quanh. I remember I was a pastor one time. He after Sunday morning service, a lady came to him. Tôi nhớ có một lần tôi được nghe câu chuyện kể của mục sư sau buổi nhóm Chúa Nhật, có một người phụ nữ đến với ông ta. Pastor. Và nói rằng mục sư ơi, I believe in Jesus. Tôi tin Chúa Giêsu. But nobody in my office know that I believe in Jesus. Nhưng mà trong văn phòng của tôi không ai trong văn phòng của tôi để tôi tin vào Chúa Giêsu. Can you help me? Ông có thể giúp tôi được không? So I can confess Jesus. Để tôi dám tuyên xưng Chúa Giêsu. Pastor, it's not so easy for me to sit in the church and help you here. Và mục sư nói rằng là thực ra thì rất dễ đối với tôi để tôi giúp chị trong hội thánh và nói cái điều đó ở But đây. But I pray about something. Nhưng mà tôi cầu nguyện một điều. And the next morning, pastor woke up. Và buổi sáng ngày hôm sau, mục sư tỉnh dậy. I said, now I know how to help this sister. Và nói rằng bây giờ mình biết cách để giúp đỡ người chị em kia rồi. So thế là he called her. Mục sư gọi điện cho người chị em đó. She was sitting in the office with 10 ladies. Người chị em đó ở văn phòng cùng với người phụ nữ 10 phụ nữ khác. And she called her. Và ông mục sư gọi điện cho chị ấy. Hello, this is pastor. Và nói là chào chị em, tôi là mục sư đây. Oh, hello pastor. Oh, xin chào mục sư, nói rất là thầm thì. How are you doing? Mục sư gọi điện cho tôi ạ, mục sư gọi điện cho em ạ. Fine. Công việc thế nào? Sister, tốt rồi. I just have a question for you today. Tôi có câu hỏi dành cho chị em ngày hôm nay này. Yes, what is it? Vâng, mục sư hỏi gì ạ? Who is Lord in your life? Ai là Chúa trong đời sống của chị em? Jesus. Jesus. Sorry, I have bad hearing today. Xin lỗi, hôm nay tôi nghe vấn đề không biết nghe sao nó khó nghe lắm. Can you say it a little louder? Cho nên chị làm ơn chị nói to một chút được không ạ? Who is your Lord? Ai là Chúa của chị? Jesus. Jesus. Sorry, can you say it a little louder? Chị nói to lên tôi chẳng nghe thấy được cái gì cả. And finally she và cuối understood cùng, the whole thing. Thì người chị em đã hiểu ra vấn đề. She là yêu mục sư muốn nói gì và chị em đó nói. Jesus is my Lord. Giêsu là Chúa của tôi. Everybody knows. Tất cả mọi người
But the ice was broken. Vâng, nhưng mà dù sao đã phá được tảng băng rồi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And now everybody knows she was a Christian. Và bây giờ tất cả mọi người đều biết rằng là người chị em này hóa ra là người tin Chúa. So maybe Pastor Pham will call you tomorrow. Cho nên có thể ngày mai mục sư Nhượng sẽ gọi điện cho một số người cho các bạn. Ask you who is Lord. Và đặt cho câu hỏi các bạn là ai là Chúa của các bạn. But I want to encourage you. Nhưng mà tôi muốn khích lệ các bạn. To take Jesus to your working place. Là hãy mang Chúa Giêsu đến nơi làm việc của bạn. Jesus doesn't belong in church only. Hãy nhớ rằng Chúa Giêsu không chỉ thuộc về hội thánh. He belongs to our places. Ngài thuộc về các nơi ở của chúng ta, nơi làm việc của chúng ta. Around us. Ngài thuộc về những người xung quanh chúng ta. And I think sometimes fear can get hold of us. Và tôi hiểu rằng là đôi khi cái sự sợ hãi nó có thể lấn át chúng ta. I have felt that in my life. Ít nhất là trong đời tôi cũng thỉnh thoảng có những lúc cảm thấy như thế. I like to witness for people when I fly in airplanes. Tôi rất là thích làm chứng cho người ta khi tôi trên máy bay, ở trên máy bay. Because they cannot escape. Bởi vì ở trên máy bay là không ai thoát đi đâu được hết ạ. If they escape, they die. Tại vì thoát cái là chết liền. So you have a couple of hours you can share. Cho nên chắc chắn là chúng ta có vài tiếng đồng hồ ngồi bên cạnh họ chỗ máy bay để chia sẻ với họ. Not always you have to speak about Jesus. Nhưng tất nhiên không phải lúc nào bạn cũng phải nói về Chúa Giêsu. Many times just share your life. Đôi khi nhiều lần bạn có thể đơn giản là chia sẻ cuộc sống của mình, chia sẻ lời chứng của mình. And you không nhất thiết phải là giảng đạo. Find out who did that. Và người ta sẽ tìm ra được là ai là người đã làm điều đó cho how bạn. You came to faith. Bạn đã đến với đức tin như thế nào? And I also seen many times that people are suffering around us. Và rất nhiều lần tôi đã nhìn thấy rằng những người sống xung quanh chúng ta họ đang có những sự đau khổ khác nhau. How can you help a person suffering with? Và làm thế nào để bạn có thể giúp đỡ những người đang gặp những cái sự đau khổ? I know your child is sick. Can I pray for her? Chẳng hạn như bạn có thể nói rằng tôi biết rằng là con của chị đang bị ốm, tôi có thể cầu nguyện cho cháu được không? And to see when God heals somebody who is not a believer. Và tôi đã từng thấy Chúa chữa lành cho những người, kể cả những người là chưa tin. It's one of the most beautiful things in the world. Vâng, có thể nói đây là một trong những điều tuyệt đẹp nhất trên thế giới. One thing you must understand. Và cái điều đó từ đó giúp tôi hiểu. We have a God. Rằng chúng ta có một Đức Chúa Trời. That loves people around us. Là đấng rất yêu những người đang sống xung quanh chúng ta. Amen. Amen. And they God loves them on the working place. Và Đức Chúa Trời yêu những người ở tại nơi làm việc của các bạn now, nữa. I come from a village. Vâng, tôi xuất xứ từ một cái làng quê. 34 people. Cái làng quê đó có 34 người. Two pigs. Có hai con lợn. And one horse. Và một con bò. And one cow. Một con bò, một con gì nữa đó, ngựa. That's how I grew up. Vâng, đó là cái làng quê tôi sống ra, sinh ra lớn lên ở trong cái làng. And I grew up to be a very shy person. Và vì vậy cho nên tôi thực ra cũng là một cậu bé rất là nhút nhát. In the farms you don't speak more than you need. Ở trang trại không thì cần phải nói nhiều hơn là những gì mình cần. You say, yes. Chỉ cần vâng, thế thôi, rất ít nói. To these people was impossible. Đôi, cho nên không thể nói nhiều với những người như vậy. I had such a hard time. Cho nên thực sự tôi đã gặp một thời gian rất là khó khăn. And then I came to school. Và sau đó tôi đi học ở trường. And one day, và một ngày nọ, I had a friend. Tôi có một người bạn. He was living my village. Người ấy sống ở làng của tôi. He said, "Do you want to go with me to church?" Người ấy nói rằng là cậu có muốn đi cùng tớ đến hội thánh không? He didn't say, "Do you want to get saved?" He said, "Do you want to go with me?" Mà không to nói church? Là cậu có muốn được cứu không, không nói như vậy, mà chỉ nói là có muốn đi cùng với tớ đến nhà thờ không, đến hội thánh không? Có, đi được. And I came to church. Và tôi đã đi đến hội thánh. And I spoke about Israel. Và tôi nói about Israel. Ở đó người ta có nói về Israel. God chosen people. Đức Chúa Trời là dân tuyển dân của Chúa. The history of the Jews. Rồi lịch sử của người Do Thái. I got so touched. Tôi cảm thấy vô cùng động chạm. And I said, và tôi nói, oh, I must find that God who loves Israel. Mình phải tìm ra được cái Đức Chúa Trời là cái đấng mà yêu người Israel. So I didn't get saved by hearing about Jesus. I got saved by hearing about Israel. Cho nên thực ra là tôi không được cứu là bởi vì được nghe một sứ điệp về Chúa Giêsu và được cứu vì nghe sứ điệp về Israel. After the service, và sau buổi nhóm, I was so hungry. Tôi rất là đói khát to receive Jesus. Để tiếp nhận Chúa Giêsu. So I went to every person. Cho nên tôi đến với tất cả mọi người. And I hope they will ask me if I will get saved. Và tôi hy vọng rằng họ sẽ hỏi tôi là tôi là người tin Chúa chưa. But nobody asked. Nhưng mà chẳng ai hỏi tôi cả. Everybody say hello. Tất cả mọi người chỉ nói xin chào. I was only 14 years old. Tôi mới 14 tuổi. Hello. Xin chào. I said hello. Tôi nói cũng xin chào. Oh, nobody wants to. Nhưng mà không ai hỏi mình là mình tin Finally, Chúa chưa. The old man came. Và cuối cùng có một ông cụ già đến. Oh. Oh. Carl Gustav. Carl Gustav. Are you in church? Ở bây giờ trong hội thánh cả. Yes. Vâng vâng vâng. He was 80 years old. Ông ấy hình như 80 tuổi. Do you want to receive Jesus? Thế cháu có muốn tiếp nhận Chúa Giêsu không? Yes, no. Vâng, có, cần tiếp nhận luôn bây giờ đấy. And went down on my knees. Vâng, và tôi quỳ gối xuống. I received Jesus. Tôi đã tiếp nhận Chúa Giêsu.
I was so happy. Tôi vô cùng hạnh phúc. I nearly got killed by a car. I drove right down the road. Rồi sau đó chạy ra vì hạnh phúc quá, vui quá, chạy qua ít nữa chút một chút nữa thì bị xe nó tông. I nearly came to heaven first day of my salvation. Cứu xong được cái một ngày đã lên thiên đàng liền. Chút nữa là như vậy đấy. Vâng. A short Christian life. Vâng, cho đời sống Cơ Đốc ngắn ngủi nếu chuyện đó xảy ra. I think an angel helped me. Nhưng mà chắc là thiên sứ đã giúp tôi, cứu tôi lúc bây giờ. But I come home. Nhưng mà hôm đó khi tôi về nhà. And I said, shall I tell my mother about this? Và tôi nghĩ là mình có nên nói với mẹ về chuyện này không nhỉ? And I didn't dare to tell her. Và tôi không dám nói chuyện với mẹ. I was so shy. Tôi rất là nhát. So I went into her room. She was nearly sleeping. Tôi vào phòng của mẹ tôi. Mẹ lúc bây giờ gần ngủ rồi. Tôi cứ đi đi lại lại thế này. What's the matter with you, Carl Gustav? Carl Gustav, có chuyện gì thế con? Where have you been? Con đi đâu về đấy? Somewhere. Đi, con đến chỗ nọ. I see something happened with you. Hình như là có chuyện gì xảy ra với con phải không? What is it? Cái gì thế? Something. Đúng là có cái gì đó xảy ra. I couldn't confess. Tôi không dám xưng nhận. It was so hard for me. Rất khó, tôi rất khó xưng nhận, không dám xưng nhận. Carl Gustav. Carl Gustav. Tell me now. Nói cho mẹ nghe nào. What has happened? Chuyện gì đã xảy ra? I received Jesus. Con đã tiếp nhận Chúa Giêsu. And mama started to cry. Và mẹ tôi gần khóc, bắt đầu khóc. Mothers cry all the time, you know. Mẹ thì lúc nào chả khóc. I said, "Did anything wrong?" Có gì sai à mẹ? No. Không. That's beautiful. Cái đấy được cái chứ. Hallelujah. Hallelujah. She didn't say hallelujah, but I said. Tất nhiên mẹ không nói hallelujah, tôi nói hallelujah. But I was so happy. Mà tôi vô cùng hạnh phúc. That I dared to tell somebody rằng about Jesus. Mình đã dám nói với một ai đó về Chúa Giêsu. And from that day. Và kể từ ngày đó. My mother became my prayer request. Mẹ tôi trở thành cái nhu cầu cầu nguyện của tôi. That she will receive Jesus. Bởi vì tôi cầu nguyện để mẹ cũng sẽ tiếp nhận Chúa Giêsu. Amen. Amen. I prayed for her. Tôi cầu nguyện cho mẹ tôi. For trong vòng many years. Nhiều năm, bây giờ không nhớ được bao nhiêu năm, tôi cứ nói nhiều năm cho nó chính xác. She was 82 years old. Năm mẹ tôi được 82 tuổi. She was my project. Mẹ project, right? Yeah, mẹ tôi là dự án của tôi. You see, you need to have projects. Các bạn thấy, các bạn phải có dự án cứu rỗi, các bạn biết không? People you just target in your prayer. Tức là những người bạn nhắm tới trong lời cầu nguyện của bạn. Like boom, đó. I prayed for her. Tôi đã cầu nguyện cho mẹ tôi. I think for over 40 years. Tôi nghĩ rằng hình như là hơn 40 năm thì she mẹ tôi mới tiếp nhận Chúa. Can you imagine? À, mẹ tôi đến đúng cái chỗ buổi nhóm mà tôi giảng. Bạn hình dung được không? And she said, "Carl Gustav, you preach so good." Và mẹ tôi nói là Carl Gustav, con giảng hay lắm. I said, "Thank you, mama." Vâng, cảm ơn mẹ. You're the best preacher I know in the world. Con là người giảng đạo hay nhất thế giới mà mẹ biết. I said, "Thank you, mama." Vâng, cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ. But she never received Jesus. Đấy thì cứ khen hay nhưng mà chả bao giờ tiếp nhận Chúa. She always said, "You're my little boy." Lúc nào cũng nói được con là cậu con bé bỏng của mẹ. You see, the Bible says you are never honored in your own home city. Bạn thấy như Kinh Thánh nói là tiên tri không bao giờ được trọng ở trong thành phố của mình. The easiest thing is not to win your own, it's the most difficult thing. Yeah, thực ra là chinh phục những người thân của mình lại là những điều khó nhất đôi khi như vậy. But I have seen thousands of people been saved in my meetings all over the world. Tôi đã nhìn thấy hàng nghìn người được cứu rỗi trong cái mục vụ của tôi ở khắp nơi thế giới, hàng nghìn người tiếp nhận Chúa. But my mother was in the same and she never received Christ. Nhưng mà chính mẹ mình ở trong nhà mình mà chưa bao giờ tiếp nhận Chúa Giêsu. God, I cannot win the whole world and lose my mother. Và tôi nói với Chúa rằng Chúa ơi, con không thể chinh phục cả thế giới trong khi mất mẹ của mình. So one day, và có một ngày, I made a plan. Tôi có một kế hoạch. She was 82 years old. Lúc bây giờ mẹ tôi 82 tuổi. I said, "Mama." Tôi nói mẹ ơi. I want to take you to Germany. Con muốn dẫn mẹ đi Đức. To a very special place. Đến một nơi rất đặc biệt mẹ. So I'll pay you a ticket. Vâng, con sẽ trả tiền vé máy bay cho mẹ. Okay. Được. What are we going to do? Đi thế đến đây đang làm gì? I'm going to take you to a monastery. Con sẽ dẫn mẹ đến một cái tu viện. It's not a Catholic, but a Protestant. Tu viện đó của người Công giáo. It's Công giáo Tin Lành. Lutheran. Lutheran, chính xác như vậy. Because I know these nuns. Tôi biết, tại vì con biết một số những cái nữ tu sĩ tại đó. They are born again and they are very spirit-filled. Tôi biết rằng họ là những người được đầy dẫy Thánh Linh, được sinh lại very rồi. Strong in God. Rất là mạnh mẽ trong đức tin nơi Chúa. And mama liked Lutheran church. Mẹ tôi thì cũng lại rất là thích các cái nhà thờ của phái Lutheran. She liked when the priest has white clothes. Rất là thích khi mà cái người giảng đạo linh mục là phải mặc áo trắng nè. She came there. Và cho nên mẹ tôi đến đó. I didn't tell them about my mother. Tôi không nói với họ về mẹ tôi.
rằng đó là mẹ every tôi. Breakfast, và mỗi nhưng mà mỗi một bữa sáng they put a nun beside my mother. Họ đều xếp một người nữ tu sĩ ngồi bên cạnh mẹ tôi. And she preached to my mother. Và giảng cho mẹ tôi nghe. And I was thinking, sáng nào cũng vậy, tôi mừng lắm. She said things I couldn't say to her. Các cái nữ tu như vậy nói những điều mà tôi không thể nói với mẹ. Hallelujah. Hallelujah. But mama was my project in life. Life nhưng mà như đã nói rồi, mẹ là dự án của đời tôi. So, cho nên after 3 days. Sau 3 ngày. She tell me. Mẹ tôi nói với tôi. Carl Gustav. I can't stand this anymore. Mẹ không thể chịu hơn được nữa rồi. When I come home. Khi mẹ về nhà ấy. I must go to Alpha course. Mẹ phải đến học khóa Alpha. 82 years old. 82 tuổi nhá. And she went there. Và mẹ tôi đã đi học khóa Alpha. After 3 months. Sau 3 tháng. My mother called. Mẹ tôi gọi điện. Carl Gustav. I want to inform you. Mẹ muốn báo tin cho con. I have received Jesus in my heart. Là mẹ đã tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng mình. Oh. Wow. Mama, mẹ are you ơi, sure? Mẹ có chắc không? Yes, sure. Chắc. She said, "Carl Gustav, you must understand one thing." Mẹ nói rằng Carl Gustav, con phải hiểu này điều này này. Christianity. Cơ đốc giáo ấy. Is not a religion. Con nhớ nhé là không phải là tôn giáo đâu con. It's a relationship. Mà cơ đốc giáo là mối quan hệ. Quá hay. I tried to tell you for 40 years, mama. 40 năm vừa rồi con cố gắng để nói với mẹ điều đó đấy mẹ ạ. But she didn't listen to me. Mà mẹ có chịu nghe tôi đâu. But that nun she listened to. Nhưng mà mấy cái nữ tu đó thì mẹ lại nghe. Hallelujah. 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 She became so bold in her faith. Mẹ tôi trở nên được sinh lại, được she rất là mạnh mẽ trong đức tin. Thậm chí mẹ còn cầu nguyện cho người and bệnh. Just one year ago. Và chỉ có cách đây một năm thôi. She went home to heaven. Mẹ tôi về nhà với Hallelujah. Chúa. Hallelujah. My father came to faith also. Bố tôi cũng đến với đức tin nữa. He hated Christianity. Trước đây bố tôi rất là ghét cơ đốc giáo. Rất ghét. But God catched him. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã nắm bắt được ông. 2 weeks before he died. 2 tuần trước khi ông qua đời. Hallelujah. Hallelujah. I'm so happy for my family. Cho nên tôi thực sự rất là hạnh phúc vì gia đình của but mình. But it's not always easy to take it works out. Oh, we must take Jesus to the working place. Nhưng ý muốn nói là thực ra là đưa Chúa Giêsu đến nơi làm việc không phải lúc nào cũng dễ dàng. Yes. Đúng là chúng ta cần phải làm điều đó. But it's a challenge sometimes. Nhưng đôi khi đó là điều thách thức. And we need prayer. Và cho nên chúng ta cần cầu we nguyện. Need boldness. Chúng ta cần sự dạn dĩ. We need wisdom. Chúng ta cần sự khôn ngoan. And God can give it that to you. Và Đức Trời có thể ban cho các bạn những điều amen. Đó. Amen. I said amen. Tôi nói amen. You may be our businessman. Các bạn có thể là một doanh nhân. You may have many workers. Các bạn có thể có nhiều người làm công cho mình. Ask God for opportunities. Hãy cầu xin Chúa cho cơ hội. To share the word with them. Để chia sẻ lời Chúa với họ. But also share your life with them. Nhưng đồng thời cũng hãy chia sẻ cả cuộc đời and của bạn share your love cho with họ. Them. Rồi chia sẻ tình yêu của bạn cho people họ. You don't love, you cannot win. Hãy nhớ rằng những người mà bạn không yêu thì bạn không thể chinh phục họ được. That was very good. Đó là điều rất hay. I never said that before. Trước đây tôi chưa bao giờ nói câu này trong đời mình. I have to write that down. Tôi phải viết lại cái câu này. People you don't love. Những người mà bạn không yêu. You cannot win. Bạn không thể chinh phục được. Amen. Amen. So ask God for love. Bởi vậy cho nên hãy cầu xin Chúa ban cho bạn tình yêu. And boldness. Và sự dạn dĩ nữa. Then when I came to my school. Và sau đó khi tôi đến trường của mình. I was mobbed. When after I came to Jesus. Sau khi tôi tin Chúa Giêsu. I was mobbed. He was what? Attacked by my friends. Okay. Tôi bị bạn bè chế nhạo. They call me little Jesus. Bạn bè gọi tôi là Giêsu con. It's a good. It's a good. That was my name. Thành trở thành cái tên gọi của tôi. Let's sing like that. Hát nó chế nhạo. Little Jesus. Giêsu con. Jesus is the good. Giêsu con. That was my name. Đó trở thành tên của tôi. And it was not easy to stand up and say, in the name of Jesus, và I rebuke you. Không phải lúc nào cũng dễ để mà đứng dậy và nói nhân danh Chúa Giêsu ta quả trách bọn mày. There were 600. Nó 600 đứa lần. Nói linh tinh nhưng anh chết chứ. I hated school. Cho nên cuối cùng là tôi ghét trường. Because every morning. Tại vì cứ buổi sáng. That boy stood there. Thì cứ đấy có cái thằng đấy nó đứng oh, ở đó. Oh, here comes little. Ôi, thì Giêsu con lại đến kìa, Giêsu con lại đến kìa. Oh. I was driving around. Tôi lái xe vòng đi qua. And I thought, how in the world? Và nó nói rằng sao thế này? I'm gonna come around him. Mình làm sao mà mình đi vượt qua được cái cậu này đây để cho Benny. Nó không nhìn thấy mình. Tôi vẫn còn nhớ tên của nó là Benny. Curly hair. Tóc thì tóc xoăn.
big muscle. Cơ bắp lắm. And I felt he wanted to beat me every day. Và tôi cảm thấy hình như ngày nào nó cũng muốn đánh tôi thì phải. And I was afraid. Và tôi sợ, nói thật như vậy. I lost my boldness. Tôi mất bất sự dạn dĩ. I couldn't stand up for Jesus. Tôi không dám đứng lên vì Chúa Giêsu. Cho nên tôi im miệng, không dám nói gì. I was shy. Bởi vì tôi rất nhút nhát. I am very shy, to be honest. Tôi thực sự rất nhút nhát. You maybe not believe it now, but I có thể bây giờ các bạn không tin nổi chuyện đó, nhưng tôi đã từng rất nhút nhát. To stand up like this, I know no. Để đứng như thế này, tôi không bao giờ dám. But something happened. Nhưng có điều gì đó đã xảy ra. I came to youth camp. Tôi đến với trại thanh niên. And an old man taught us about the Holy Spirit. Và có một người lớn tuổi rồi nói với chúng tôi biết về Đức Thánh Linh. When the Holy Spirit comes upon khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, you shall receive power. Các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép. Hallelujah. Hallelujah. You shall receive power. Các ngươi sẽ nhận lấy quyền to phép be my witness. Để trở thành nhân chứng where? Của ta. Tại in đâu? Jerusalem. Tại Jerusalem. That means my family. Có nghĩa là gia đình của mình. Samaria. Tại xứ Samari. My working place. Tại nơi làm việc của mình. And Judea. Rồi xứ Jude. That's Da Nang. Đó là Đà Nẵng. Yeah. And to the ends và of the earth. Cho đến cùng trái đất. Hallelujah. Hallelujah. If you ask me, cho nên nếu như bạn hỏi tôi, when I was 14, I came to school that morning. Khi tôi 14 tuổi và tôi đến đi học ở trường lúc bây giờ. 45 years from now. 50 years from now. 50 năm trước đây. You were standing in Hanoi preaching. Rằng 50 năm sau anh sẽ đứng ở Hà Nội và giảng. Lúc bây giờ, không bao giờ tin. Không bao giờ tin. I have not boldness to go to the next village. Tôi thậm chí không có đủ can đảm để đi đến cái làng bên cạnh đấy. To share my gospel. Để chia sẻ tin lành. But that week. Nhưng tuần đó. Changed my week. Đã thay đổi đời sống của tôi. I received the baptism of the Holy Spirit. Tôi đã tiếp nhận báp têm trong Đức Thánh Linh. I started speaking in tongues. Tôi bắt đầu nói tiếng mới. We were 25 young people. Lúc bây giờ có 25 thanh niên thôi trong cái trại đó. We prayed so loud. Nhưng mà chúng tôi cầu nguyện to đến mức. The police came. Công an đã đến. I thought they were abusing children there. Tại vì người ta cứ nghĩ rằng là chắc là trong trại này người ta lạm dụng trẻ con thế nào đó. Nên trẻ con nó mới nói to thế này. Tại vì cầu nguyện to quá. We were so bold. Chúng tôi vô cùng dạn dĩ. I came home to the church. Tôi về nhà về hội thánh của mình. And I stood up to lead in prayer. Và tôi đứng đó dám đứng lên để dẫn lời cầu nguyện. Và mọi người nói, chuyện gì xảy ra với thằng bé này thế này? I said I received the Holy Spirit. Tôi nói tôi đã tiếp nhận Đức Thánh Linh. Then in September school started. Và sau đó đến khi mà tháng 9 ấy, mùa trường học bắt đầu, Benny đã đợi tôi ở cổng trường. Here comes little Jesus. Giê-xu con lại đến kia rồi. And for the first time, và lần đầu tiên, I didn't feel it. Tôi không sợ. Hallelujah. Tôi không sợ nó. Hallelujah. I had taken a step. Tôi dám làm một bước. Amen. Amen. I was not little Jesus anymore. Tôi không còn phải là Giê-xu con nữa. Big Jesus. Bây giờ là Giê-xu vĩ đại rồi, đang sống ở bên trong Carl Gustav. Amen. Amen. The Lion of Judah was inside of. Sư tử của chi phái Judah đang ở trong tôi. You know what I did? Và bạn biết tôi đã làm gì? 14 years old. Tôi 14 tuổi lúc đó. I guarantee you. Tôi đảm bảo bạn. Not many 14 years boy do this. Không nhiều cậu bé 14 tuổi dám làm điều này. I went up to the dean's office. Tôi đến với văn phòng của hiệu trưởng của trường khoa. Lần trong ngay ngày đầu tiên. I rang on his door. Tôi đập vào cửa của ông ấy. Tôi bấm chuông. And a yellow light came. Và yellow light came up on the door. Có đèn vàng. That means wait. Ám chỉ là đợi đã. I waited. Và tôi đợi. I'm only 14. 14 tuổi nhé. And green light came. Và sau đó là đèn xanh xuất hiện, tôi được phép vào. And I went in. Và tôi vào trong văn phòng của trường khoa, của chủ nhiệm khoa. There was this old man. Có một the dean of the school. Yeah, người trưởng khoa hay là hiệu trưởng he lớn tuổi. Glasses like me. Ngồi đó, đeo kính giống như tôi bây giờ. Down like this. Và kính thì lại trễ xuống như thế này. He always had like that. À, kính luôn luôn ở trong cái thế như thế này. I said, well, you should read. You don't look at me. Tôi nói, ông đọc hay sao? Hay ông không nhìn vào tôi à? And he said. Và ông ấy nói. Young Severin. Severin. Cậu Severin. What do you want? Cậu muốn gì? And I hear myself. Và tôi nghe thấy chính mình. Saying this. Nói câu thế này. I want you to gather all the 600 students in the big auditorium. Con muốn thầy tập hợp tất cả 600 học sinh lại ở cái khán phòng lớn của trường ta. He said, what? Cái gì? I said, I want you to gather all the 600 students. Em muốn thầy tập hợp tất cả 600 học sinh của trường ta. In one hall. Ở trong cái phòng lớn đó.
He said why? Vì sao? Because I'm going to share about Jesus to all of them the same Vì time. Em muốn chia sẻ về Chúa Giêsu cho tất cả các bạn trong trường. Instead of taking one by one, I take them all at the same time. Thay vì chia sẻ cho từng đứa một, con chia sẻ luôn một lúc cho nó nhanh. I tell you. Và tôi nói thật các bạn. That was not me. Đó không phải là tôi. It was the Holy Spirit. Đó là Đức Thánh Linh nhưng không phải là tôi. Tôi không dám nói câu đó. God was so excited. Tôi nghĩ là Đức Chúa Trời vô cùng hào hứng. We sent him to Vietnam. Tôi được rồi, phải sai thằng này đến Việt Nam. Oh. Wow. And then I said, và I have also a group singing group with me. Em cũng có một nhóm hát cùng với em nữa. I didn't have that. Thực ra thì có đâu. But I had a tape recorder. Nhưng mà thực ra là có băng cassette thôi chứ còn có nhóm nào. That was my first revival meeting. Đó là buổi nhóm phấn hưng đầu tiên của tôi trong đời. That's why I became evangelist and taking my working place. Đó là ngày mà tôi trở thành người truyền đạo và mang Chúa Giêsu đến nơi làm việc của mình. That was my working place. Đó là nơi làm việc của tôi lúc bấy giờ. And I felt like Superman. Và tôi cảm thấy mình như là siêu nhân các bạn. Cảm thấy như siêu nhân. And he looked at me. Và thầy hiệu trưởng nhìn vào tôi. He said, và nói, we have never done this before. Trước đây trường mình chưa bao giờ làm cái này. And I said, và tôi nói, bold. Rất dạn dĩ. Somebody has to do it the first time. Trước đây thì cũng phải có ai đó dám làm lần đầu tiên chứ. And he looked at me. Và thầy nhìn vào tôi. You know what the Bible said? Và bạn biết Kinh Thánh nói, when they saw their boldness, khi người ta nhìn thấy sự dạn dĩ của họ. Amen. Amen. We shall be bold. Chúng ta cần phải dạn dĩ. God can give us boldness. Chúa có thể cho chúng ta sự dạn dĩ. Amen. Amen. So, thế là he said, thầy nói, we do it. Được, chúng ta làm cái đó. I said, thank you. Cảm ơn thầy. I went out of the door. Tôi đi ra khỏi cửa. I closed the door. Đóng cửa lại. I was flying down. Tôi giống như là bay ở trên hành lang. Tôi ngồi ở trên cái lan can, ngồi trượt trên cái lan can cầu thang đó và bay xuống. Until I landed. Cho đến khi tôi hạ cánh. On the first floor. Ở cái tầng 1 đó. And I realized. Và tôi nhận ra rằng what I have done. Mình vừa làm cái quái gì ấy nhỉ? What have done? Mình vừa làm cái gì vậy? I'm not a preacher. Mình có phải là mình có biết giảng đạo đâu? Mình chưa bao giờ giảng bao giờ. I can't even sing. Thậm chí hát cũng không hát được. Oh my God. Ôi Chúa con ơi, Chúa ơi. What should I do? Mình vừa làm cái gì vậy? Bây giờ mình phải làm gì? I don't have a singing group. Nhóm hát nói vậy chứ có đâu. The next 2 weeks. Và 2 tuần sau. Was terrible. Thật là khủng khiếp. Ôi. Dead morning. Và buổi sáng ngày hôm đó. I don't know how many times I was on the toilet. Tôi không biết là tôi đã đi nhà vệ sinh bao nhiêu lần. I came out. Tôi ra. Like a squeezed. Bị vắt kiệt. Cloth and you clean your kitchen. Cái giống như là cái vải, cái giấy ha, lau bếp. I said, what should I do? Và tôi nói bây giờ mình phải làm gì? Tôi ngồi trên xe đạp của mình. I started praying. Tôi bắt đầu cầu nguyện. Lord help me. Chúa ơi giúp con. If I'm gonna die, I'm gonna die, but I'm gonna die preaching. Tôi còn chết thì chết như người giảng đạo vậy. I came to the school. Tôi đạp xe đến trường. And I met the dean. Và tôi gặp thầy hiệu trưởng. He said, "Are you ready?" Thầy nói em sẵn sàng chưa? And I hear myself saying. Và tôi nghe thấy chính mình nói. I am ready. Em sẵn sàng rồi. I went into the hall. Và chúng tôi vào trong cái phòng đó. And there was Benny. Và Benny đứng đó. And I looked at him. Tôi nhìn vào Benny. Now little Jesus will preach for you. Và tôi nói bây giờ để Giêsu con giảng cho mày nghe. And the dean said, "Where are your singing group?" Và thầy hiệu trưởng nói thế nhóm hát của em đâu? It's down in the corner there. Nó ở trong cái đài kia. He said there was a small group. There was a small group. Thầy nói đâu phải nhóm nhỏ đâu. Yeah, but they were singing. Vâng, nhưng mà hát đấy. I put on the tape recorder. Tôi bật băng cassette lên. I put on the mic. Tôi dí micro vào đó. And they sang. Và họ hát cho. It sounded terrible. Nghe khủng khiếp lắm. And then I went up. Và sau đó tôi đi lên.
And I said, và tôi nói, you all know me. Tất cả các bạn đều biết mình rồi. I'm Carl Gustav. Mình là Carl Gustav. I just want to tell you, mình muốn nói với các bạn, one year ago, là cách đây một năm, I met Jesus Christ. Mình đã được gặp Chúa Giêsu. He changed my life. Ngài đã thay đổi đời sống của And mình. I know he can change your life. Và mình biết rằng Ngài có thể thay đổi sống của các bạn nữa. Amen. Amen. And I went down. Và tôi đi xuống. It was the shortest sermon. Đó là bài giảng ngắn nhất trong đời mình. And the dean, và thầy hiệu trưởng, he looked at me, nhìn vào tôi, he said, và nói, that was good. Cái đấy hay đấy. Can you do it one more time? Em làm thêm một lần nữa được không? I said, not today. Và tôi nói là không phải ngày hôm nay thầy ạ. Three times. Ba lần. Three times. Ba lần tôi đã được làm điều đó ba lần. In these years, I preach in trong cái năm đó tôi được giảng ở trong trường của tôi. People still come to me today. Người ta ngày nay vẫn còn có những người đến với tôi. We were in that meeting. Và nói rằng tôi có dự cái buổi nhóm đó. We remember your first preach. Tôi nhớ cái lúc mà cậu giảng lần đầu tiên. Today I'm a missionary. Và ngày hôm nay tớ là giáo sĩ rồi đây này. Hallelujah. Có những người như vậy. How beautiful it was. Thật là tuyệt vời. To share the word. Khi được chia sẻ lời về Đức Chúa Trời. First time. Lần đầu tiên trong đời. Amen. Amen. You don't have to be a good preacher. Bạn không nhất thiết phải là một người giảng you đạo thật hay. The hardest battle of your life. Có thể bạn đó không phải là bài giảng hay nhất của bạn. Easy when we're here to sing and dance. Thực ra ở đây mà chúng ta la hét rồi hát dễ lắm. But we are out there on the office. Nhưng ở ngoài kia kìa, hoặc là tại văn phòng của chúng ta kìa. Where all the fights are. Đấy, ở cái nơi đó mới là nơi chiến trường. God will have to give you boldness. Và Đức Chúa Trời sẽ phải cho các bạn sự dạn dĩ. Amen. Amen. I said amen. Tôi nói amen. God has boldness for you. Đức Trời có sự dạn dĩ dành cho God bạn. God has strength for you. Đức Trời có sức mạnh dành God cho has bạn. God has blessings for you. Đức Trời có phước hạnh dành cho bạn. Amen. Amen. I said amen. Tôi nói amen. The Bible says. Như Kinh Thánh don't nói. Don't cast away your boldness. Đừng đánh mất cái lòng dạn dĩ của mình. Because boldness has rewards. Bởi vì sẽ có sự ban thưởng. Amen. Amen. Every time you are bold. Mỗi một lần khi chúng ta dạn dĩ. My wife is the boldest person I know. Vợ tôi là một người dũng cảm nhất mà tôi từng biết. You come to her working place. Bạn cứ đến nơi làm việc của cô ấy mà xem. She was a nurse. Cô ấy là y tá. Everybody likes her. Tất cả mọi người nơi đó đều thích cô ấy. Doctors, kể cả các bác sĩ, bosses, patients, rồi kể cả sếp, rồi kể cả bệnh nhân đều rất là quý cô ấy. And she has, and they love her not because she is. So beautiful, she is beautiful. Và người ta quý cô ấy không phải bởi vì cô ấy quá xinh đẹp, mặc dù tất nhiên cô ấy cũng rất xinh đẹp. But because of her character. Nhưng mà bởi vì tính cách của cô ấy, she's tính nết của cô ấy, there for them. Cô ấy luôn luôn sẵn sàng After giúp đỡ many họ. Years of living together, và sau nhiều năm cùng sống they với nhau, respect her faith. Chung sống họ tôn trọng đức tin của cô ấy. And everybody knows she is a Christian. Và tất cả mọi người đều biết rằng cô ấy là Cơ Đốc nhân. Amen. Amen. Life speaks better sometimes louder than words. Chúng ta thấy đấy, đời sống đôi khi nói lớn tiếng hơn là lời nói của chúng ta. Don't try to force people to get saved the first day. Đừng cố gắng ép người ta phải tiếp nhận đức tin ngay ngày đầu tiên. Build relationships. Hãy xây dựng mối quan hệ. Build relationships and then one by one your Và rồi từng người một tại nơi làm việc các bạn, người ta sẽ đến với Chúa. Amen. Amen. And when somebody's hurting, help them. Và khi ai đó đang bị tổn thương, hãy giúp đỡ họ. Khi ai đó gặp sự khó khăn, hãy là bạn của họ. Then they know, oh, và khi ấy họ sẽ biết rằng anh này là người tin Chúa và anh đã làm điều đó Nobody cho mình. Did that for us. Chẳng có ai làm điều đó cho mình cả. When the big earthquake was in Bandache, khi có một cái trận động đất rất lớn ở tại một cái thành phố ở Thái Lan, 500 Swedish people died there. 500 người Thụy Điển đã chết tại đó trong cái trận động đất đó. Không biết các bạn có nhớ không? 2 weeks after that. Và 2 tuần sau đó. My wife went with a team. Vợ tôi đã đi cùng với một đội. To Bandache, Indonesia. Tình nguyện viên đến Indonesia chứ không phải Thái Lan nhỉ? Tại đến Indonesia. Over 100,000 people died there. Thực ra là hơn 100,000 người chết ở tại đó, ở tại cái thành phố Bali phải không nhỉ? When Monica's team came, she said. Và khi đội của Monica đến đó. Cô and là điều dưỡng viên, rồi có cả tất nhiên có cả bác sĩ đi cùng đoàn nữa. And they started to minister to these Muslims. They were Muslims people. Và họ bắt đầu phục vụ cho những người Hồi giáo ở đó, khu vực đó là người Hồi giáo. The Muslim asked us. Và những người Hồi giáo đã hỏi chúng tôi. You're Christians. Các anh là những người Cơ Đốc nhân. You come to us. Mà các anh đến giúp chúng tôi à? Our Muslim brother didn't come to us. Có những người Hồi giáo mà có đến giúp chúng tôi đâu? But you came. Nhưng mà các anh đã đến. Why did you come? Tại sao các anh đã đến? Who? Tại sao? Vâng. You say? Bạn sẽ nói gì? Khi được hỏi như we vậy, believe in a God of love.
Vì và chúng ta sẽ nói rằng chúng ta tin vào Đức Chúa Trời của tình yêu thương. He made us come here. Tin vào Chúa Giêsu của tình yêu thương, Ngài khiến chúng tôi đến đây. Họ sẽ không bao giờ quên điều đó. It was the believers, the Christians. Chính những tín đồ, chính những Cơ Đốc nhân đã đến để giúp đỡ họ. Your words, cho nên giữa những lời nói của bạn, use 200 portions of love. Hãy mỗi một lời nói như vậy, hãy sử dụng kèm thêm là 200 phần tình yêu thương của bạn. Amen. Pha với tình yêu thương. And you will win your place. Và chắc chắn bạn sẽ chinh phục được nơi làm việc của mình. Amen. May God bless you. Nguyện Chúa ban phước cho các bạn. Thank you for và cảm ơn các listening. Bạn. Vì đã thank tiếp nhận, đã lắng nghe. Being the one people you are. Cảm ơn các bạn vì các bạn đã you đang làm, people, đang chinh phục người ta. And I know và tôi biết your working place nơi làm việc của các bạn will be a different place sẽ là nơi làm việc trở nên khác. In Jesus name. Nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. Thank you very much. Cảm ơn Amen. Các bạn rất nhiều.